Con nhớ tới ba sọt ra luôn mà sao giờ còn không sọt. Rồi bữa mưa lớn quá đó, cái mẹ đẩy trễ á. Tiện cái này là còn cầm bữa sọt bỏ cho bà nội thấy, bỏ rau vô kìa, nhanh lên. Rồi nó bỏ ra đi cho bà nội đi không? Đúng rồi, đưa bằng hai tay nha. Bọc là bạn về đừng coi lên. Để ngoại hái ngoại đưa cho con nha. Dạ. Rồi. Ăn quay qua nội. Rồi mưa xuống hơn hai sọt rau ủ nữa nè ha. Để con rửa rau cho. Rồi để nội với ngoại bỏ hai đứa luôn. Rồi. Để con rửa rau phụ mình ạ. Rửa rau. Nè rồi nội bỏ qua con nè. Đó. Rồi đây để ngoại cho con. Rồi ngoại cho con đây. Đủ chưa? Rồi, đủ chưa? Cảm ơn bà nội đi con. Mua bà nội. Rồi nó cho. Đắp nước đi rồi mày cho đi hái đầu rầu. Rồi, cho con hai cái đi. Rồi. Đây đó vô. Đúng rồi. Đó, rồi chị. Trời ơi. Để hai đậu rồng không có nè. Hai đậu rồng hai. Rồi đậu rồng. Đi con chơi. Rất là con. Rồng trái này. Anh thì cái trái này con, nói trái này nấu rồi. Được cả ăn được đó. Rồi đi. Nào đưa đây bà nào ngoại với nội bỏ đầu rồng cho tụi con vô rổ nè. Wow, đầu rồng. Ôi anh thì ơi em có đầu rồng. Cho con rồng đi. Cho con đầu rồng. Rồi nào đưa rổ ra. Rồi. Bà ngoại cho con đầu rồng nữa. Rồi hai đầu rồng còn kia nó càng chút rồi hả? Rồi bỏ hai đứa. Cho con đi. Rồi. Cho con đi. Rồi đi lại kia bà để hái này nhỏ ôi quá. Ôi da đâu á. Rồi đi. Bà ngoại cho con. Rồi tạm đi. Rồi con cầm nè. Ơi. Dài đi. Người ta đang hái đầu rồng mà đi ra giữa. Rồi, coi thiện nha, rồi đi vô. Vô thiện. Ngay gỗ đựng nè mẹ. Cầm liên chút nữa. Ba sọt của đậu chứ. Chúc tụi con thích nấu canh bầu ha. Ủ qua thì vô lấy ủ qua ra. Em mẹ hỏi nấu canh bầu ủ qua. Tụi con thích cái nào thì mẹ kho sả hả? Mẹ kho sả. Rồi con nào thích ăn canh ủ qua hay là canh bầu gì? Nào vô lấy ủ qua ra làm bầu gì? để rau cái đó đi. Dạ. Rau một chỗ luôn nè mẹ. Ừ. Con đẩy lại đây nha mẹ. Ừ. Ôi, thịt kho ăn đã luôn. Quá trời. Con này mặc cái bộ. Ừ. Cái này thịt này thì nấu canh để bắt rau, cái này thì để mẹ ướp. Có hoa này nè, rồi con để nó đi bọc, để đây ha. Ủa, thịt mày ướp chưa? Không, mẹ thắng bào của mày ướp luôn. Mấy muỗng được mẹ? 2 muỗng, 2 muỗng ha. Đã được vô. Thôi rồi, vô 2 cái mà. Đây hả? Đứt nguyên củ luôn. Con thắng nước màu đừng cho đen quá nha con. Dạ. Chứ nó vàng á. Cho nó vàng hơi vàng. Vàng màu cánh gián quá. Ừ. Nó tan rồi tự nhiên rồi nó cứ ngắt rồi gì tan rồi nữa. Thì hốt thấy đi hồi nó tan ra rồi nó có... Rồi nó khô rồi nè. Ông bà cô chú ăn cơm. Nó đàng hoàng con nói ăn cơm. Con mời đi. Mời mẹ ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Mời mẹ ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Bà ông chú. Nó nói mời ông bà cô chú. Ừ. Ở đâu rồi đây. Chấm. Chấm thịt đó. Được không con? Là thịt nóng không? Ừ. Tiếng ăn đậu rồng không? Không. Ừ. Đốt hỏi cho. Được không? Ừ, hơi nóng à. Hết ở giỏi. Khoan ngoan nha, bỏ thịt vô ăn nha. Vô đây luôn. Ừ, giỏi. Múc được không? nè. Con té ra. Ủa con ấy rồi mà. Con đậu rồng không? Ăn. Ăn rồi. Ăn không? Rồi ăn. Con ăn gì? Ăn thịt rồi để vô nha. Thôi con ăn, hồi nãy con bỏ vô thịt rồi. Giỏi con múc đi. Vịt này kho ngon đấy ha. Ừ. Con nước hộp luôn. Giỏi con ăn nước thịt không? Thôi rồi ăn cho. Con ăn không nè? Con ăn đâu hộp không? Ừ, ngon lắm á. Không. Đi ăn mì với chị. À, ăn cái gì bên ta? Cái gì đó vừa nãy gì cũng ngon. Nó kêu mẹ không rừng. Hả? Nó kêu mẹ không rừng. Mà mẹ nó không xả chưa rồi. Có nóng không? Không. Chấm chấm là ngon. Cái mình vô rồi cái làm liền ăn ngon ha. Ừ. Rửa liền. Dở quá. Ồ, ngoan quá. Chưa? Cuốn đậu rồng vô nè. Cuốn đậu rồng hả? Vừa rau rồng ngon à. Ở Tết trồng rau này nè. Đang làm bữa cuốn nè. Ừ. Đã ha. Nó trồng cái canh đi. Thì Tết mình thì nó trồng 4 thọt đó. Này nãy mà để kho lâu một xíu nữa là vô. Mềm đúng không? Thôi. Giỏi quá. Ôi ăn đậu rồng được rồi nè. Ngon không? Ngon. Hay. Rồi cơm vô lạc quá vậy con. Giỏi. Rau này 1,5 tháng nè. Ừ, cỡ khoảng 1,5 tháng. Bây giờ trồng tới Tết là kịp luôn rồi đó. Cỡ 10 ngày mấy ngày nữa mày cắt ngắt cái thọt đó, 3 mấy 4 thọt. Mày làm vài thọt tới Tết nữa. Năm rồi ăn không hết luôn. Tết rồi. Mặn lắm rồi. Vừa lấy hàng cho em. Cơm ăn thịt vô mới ngon. Không múc cơm lại mình gấp thịt vô. Ủa sao cắt này? Thịt chung nha. Thịt đâu rồng cơm vô mà ngon. Mặn rau chén hả? Ăn nhiều vô cho mau lớn luôn. Ăn nhiều cho con dâu nó chết. Múc ăn đi. Rồi ăn đậu rồng hả? Nè cái non nè. Nhỏ à. Cái nhỏ à. Đồ chơi nè. Chấm vô. Chấm đi. Chấm vô. Đúng rồi. Chấm ngon. Rồi. Hướng vô. Nó đừng vậy. Hay. Rồi. Giỏi quá. Kia thiện luôn ha. Nó nghe. Không. Đâu em nghe không biết ăn đậu rồng. Đúng rồi thiện giỏi. Chạy đây thằng. Nào em. Canh cũng ngon mà ăn rau cũng ngon. Chấm ăn cũng đã. Chấm cái thịt ngọt dưới.